phản ánh đến pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, một số hộ dân ở phường Hiệp Bình Phước và phường Tam Bình thành phố Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trên địa bàn hai phường có đoạn rạch Như Định hay còn gọi là rạch Nhánh, rạch Đĩa chảy qua đang trong tình trạng ô nhiễm nặng. Nước từ con rạch nổi bọt trắng, rác đủ loại dưới kênh, bốc mùi rất hôi thối. Người dân đã phản ánh tình trạng rạch ô nhiễm này đến chính quyền, cơ quan chức năng, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết. Ghi nhận tại hiện trường, rạch Như Định xuất hiện tình trạng nước đen ngòm, bốc mùi hôi thối, rạch không có khả năng thoát nước. Vì ùn ứ rác thải dưới lòng rạch, những hộ dân sinh sống quanh khu vực phải chịu mùi hôi này gần một năm qua, ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe và đời sống sinh hoạt hàng ngày. Hướng mà là chảy qua bên chợ đầu mối nè. Còn hướng bên đây là ra cầu Bà Cả. Hướng bên đây là ra cầu Bà Cả. Nhưng mà bây giờ là không biết cái cống ngầm nó nằm đâu, không biết cái đơn vị nào nó xả xuống. Nhưng mà cái tình trạng này thì nó là gần một năm rồi. Không coi như báo chính quyền, mà cái này nó lại là giáp ranh giữa hai cái phường đó. Thì cái giải quyết nó thì cũng chưa đâu đến đâu, mà người ta cũng chưa đi thực tế. Nói chung là chính quyền cũng chưa ra tới đây để xem xét. Bây giờ là chỉ mong muốn là giải quyết dứt điểm cái này để nó ảnh hưởng sức khỏe quá nặng nề. Nói chung là bị ho, bị nó bị cảm sổ mũi, nước mũi, cái mùi này chịu không, chóng mặt chịu không nổi. Còn to nữa thì nó mục. Ông Trần Trung Hiếu, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức cho biết, rạch Như Định là tên người dân hay gọi. Thực chất đây là rạch Nhánh, rạch Đĩa, có chiều dài khoảng 350m, rộng 4-15m, bắt đầu từ quốc lộ 1 đến rạch Đĩa. Đây là khu vực tiếp giáp giữa phường Hiệp Bình Phước và phường Tam Bình. Về nguyên nhân dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường, ông Hiếu cho rằng một phần do ý thức người dân sinh sống dọc rạch Nhánh, rạch Đĩa vẫn còn vứt rác xuống rạch, đồng thời hệ thống xử lý nước thải của chi nhánh công ty HL đang trong quá trình nâng cấp cải tạo, dẫn đến việc xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường chưa đảm bảo hoàn toàn. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước sẽ tiếp tục kiến nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức xem xét hỗ trợ nạo vét tuyến rạch trên nhằm đảm bảo khơi thông dòng chảy, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân phường Hiệp Bình Phước sẽ phối hợp cùng Ủy ban Nhân dân phường Tam Bình tuyên truyền vận động các hộ dân sinh sống dọc hai bên tuyến rạch không xả rác ra đường, sông, kênh rạch. Bên cạnh đó, kiên quyết xử lý các trường hợp xả thải rác xuống rạch không đúng quy định.